Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Liệu Tô Lâm có dám sang Đức bắt cóc lần 2? Ngày 9 tháng 8, một trang báo quốc tế tiếng Việt có bài bình luận về việc Bộ Công an Việt Nam dụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về đầu thú. Bài báo sử dụng từ hư chiêu và thực chiêu của cửu âm chân kinh trong các tác phẩm kiếm hiệp của tác giả Kim Dung để đặt câu hỏi dụ bà Nhàn về Hà Nội là thực chiêu hay hư chiêu? Hình ảnh bài trên AFA tiếng Việt. Bài báo nhắc đến hai hư chiêu mà phe tổng tô đã dùng, đó là đánh cựu bí thư tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành và dàn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai bắt cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty AIC Nguyễn Anh Dũng, anh trai bà Nhàn. Tuy nhiên hai chiêu này không mang lại kết quả như mong muốn. Hư chiêu thứ ba, đánh tiếng gọi bà Nhàn về Hà Nội đầu thú bài báo đánh giá đây là hư chiêu thứ ba của ông Trọng hay là thực chiêu của thế lực muốn dùng hòa lợi ích giữa các nhóm. Chúng ta chưa thể kiểm chứng ngay được, nhưng cùng với củ cà rốt vừa nhử mồi, người của Tô Lâm dường như còn tung thêm cả cái gậy, tức là đe dọa có thể diễn lại điệp vụ 007 như hồi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cách đây 6 năm. Bài báo cho rằng nếu mà đàm xuất hiện trong nước vào thời điểm hiện nay kể dụ về sau khi khai thác xong sẽ triệt đường dây của bà nhàn đã đặng mà còn đám bảo kê cũng lo phe mình bại lộ nên trước sau gì cũng sẽ hạ thủ người đẹp dù có thương xót trên mức tình cảm còn tô lâm liệu có dám tất tay phái quân sang đức lần nữa để bắt cóc bà có điều chắc chắn đảm thảo khấu dưới tay tô đại tướng đã được thông báo cả tuần nay trên toàn nước đức và châu Âu đã báo động đỏ, đề nghị ngân tiếp đám mật vụ từ Bắc Bộ Phủ sang và cả đám nằm vùng trong các cơ quan đại diện ngoại giao của Hà Nội khắp nơi bên trời Tây này. Hình ảnh truyền thông nhà nước tung hư chiều thứ hai. Bài báo nhận xét, sau hai hư chiều ở Đồng Nai và Quảng Ninh, Tô Lâm vẫn chưa đánh án lên được tận chân ghế của tứ trụ mà vẫn lây hoay ngoài rìa Quảng Ninh. Việc đưa tướng thiện chiến Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh có vẻ như ưu ái ông này và lời tuyên chiến của ông nơi tôi lựa mấy người nào quen lớn tôi bắt trước có vẻ như đã nhắm vào bà nhàn nhưng ai động đến mà đam nhàn là đụng ngay đến phạm minh chính vì bị xem là vuốt râu hùm có khả năng sẽ nhận lãnh hậu quả xấu nhiều hơn là kết quả tốt bài báo nhắc đến những thông tin từ tờ taz giải thích chuyện bà nhàn và aac group vốn được trao đủ thứ danh hiệu nhưng đột nhiên bị xem là tội phạm bị tấn công bởi vì bà Nhan là tình nhân của Đương Kim Thủ tướng. Mục tiêu chính của cuộc săn đuổi phù thủy triệt hạ AIC chính là để loại bỏ tướng chính, một trong những vận động viên đang tham gia cuộc thi marathon thay thế ông Trọng làm tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam. Hình ảnh truyền thông Slovakia đưa tin về bà Nhan và cuộc đấu đá nội bộ của đảng Cộng sản Việt Nam. Bài báo cũng đề cập đến thông tin từ TAZ rằng, phía liên bang đức đã thẳng thừng từ chối đề nghị hợp tác dẫn độ của việt nam chính quyền mỹ cũng không mặn mà đáp ứng đề nghị của việt nam về bắt giữ cộng sự của bà nhàn chỉ có các tiểu vương quốc ả rập thống nhất giải giao ông đỗ văn sơn kế toán trưởng aic đang ẩn náu tại uae cho chính quyền việt nam còn đội quân bắt cóc đang ém tại nhiều nước thì từ hồi đức và tiệp xử mấy mật vụ của tô lâm ở prague và berlin hiện đang án bình bất động chờ lệnh. Bài báo cho biết bản tin trong chương trình thời sự buổi tối năm tháng 8 của Đài Phát Thanh và truyền hình nhà nước Slovakia RTVS đã công khai về việc bà Nhàn đang ở Đức và tin tức về cuộc chiếm quyền lực trong nội bộ cấp cao đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, cuộc đấu trí giữa ông Trọng với ông Chính xem ra chưa phần thắng bại, nổi lên tính phức tạp và dễ tổn thương của bộ tứ. Cuối cùng bài báo nhắc đến lời cảnh báo lạnh giấy của Đức. Nếu Tổng trọng vẫn cho quân làm ẩu, chắc chắn Đức và châu Âu sẽ nâng Việt Nam lên thành nhà nước khủng bố nếu xảy ra vụ bắt cóc thứ hai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đề với bản tin Liệu Tô Lâm có dám sang Đức bắt cóc lần hai? Những bằng chứng oan sai trong vụ án Nguyễn Văn Trưởng Ngày 9 tháng 8, một trang truyền thông quốc tế tiếng Việt có bài phỏng vấn luật sư Lê Văn Hòa, người nắm rõ những điểm có thể chứng minh là ông trưởng bị kết án oan. Luật sư Hòa từng là tổ trưởng kiểm tra án oan của ban nội chính Trung ương và là người trực tiếp được giao nhiệm vụ xem xét lại đơn kêu oan về vụ án của ông Nguyễn Văn Trưởng trong giai đoạn 2013-2014. Sau đó, ông Hòa có thời gian làm luật sư tư vấn hỗ trợ pháp lý cho ông Nguyễn Trường Chinh, kêu oan cho con. Luật sư Hòa cho biết ông căn cứ vào nhân chứng, vật chứng, tan chứng từ hồ sơ vụ án và một số nguồn từ các nhà báo để khẳng định vụ án Nguyễn Văn Trưởng là oan sai rất rõ ràng. Hình ảnh bài phỏng vấn trên VOA tiếng Việt. Thứ nhất, lời khai của các bị cáo và một số nhân chứng thể hiện rất nhiều mâu thuẫn, không đủ cơ sở kết luận trưởng là chủ mưu. Nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng của vụ án này lại không làm rõ họ chỉ dựa vào lời khai đầy mâu thuẫn của vũ toàn trung là một trong ba bị cáo của vụ án cũng là một con nghiện heroin rất nặng và lời khai của nguyễn thị lan phương là người yêu của vũ toàn trung để buộc tội trưởng có lúc vũ toàn trung khai hôm nay tôi mới nói sự thật như vậy lấy cơ sở nào để kết luận lời khai nào trong rất nhiều lời khai của vũ toàn trung là thật Trưởng khẳng định trong buổi tối xảy ra vụ án 14 tháng 7 2007, trưởng không có mặt tại hiện trường. Tại thời điểm đó, trưởng đang về thăm nhà và gặp gỡ một số người bạn tại quê của trưởng ở xã Bình Dân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, cách hiện trường vụ án gần 40 km. Theo hồ sơ, vụ án xảy ra vào tầm 21 giờ ngày 14 tháng 7 2007. Lúc này trời mưa rất to, nhưng đến tầm 15 giờ 30 phút ngày hôm sau, 15 tháng 7 2007, cơ quan điều tra mới tổ chức khám nghiệm hiện trường. Luật sư nhận xét: "Đây là một vi phạm rất nghiêm trọng vì mười mấy tiếng đồng hồ sau, trong khi trời mưa thì làm sao mà còn dấu vết? Những dấu vết quan trọng chắc chắn đã bị mất đi, hoặc có thể những vật chứng tại hiện trường cũng bị xáo trộn, cũng bị thất lạc." Thứ hai, theo luật sư Hòa Công tác thu giữ vật chứng của vụ án cũng rất tùy tiện. Vật chứng đầu tiên là áo mưa, áo cảnh sát và dép của nạn nhân được Thượng sĩ Phạm Ngọc Quang, Công an, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Người đến hiện trường đầu tiên đem gửi ở phòng bảo vệ của công ty New Hope, ngay cạnh hiện trường vụ án. Vật chứng thứ hai là điện thoại di động và khẩu súng ngắn K59 với băng đạn còn một viên của thiếu tá sinh lại được giao cho Phạm Ngọc Quang, mang đi đâu thì không rõ. Đến hơn 1 giờ ngày 15 tháng 7 2007 mới được lập biên bản thu giữ, rồi đến 17 giờ cùng ngày mới làm thủ tục niêm phong. Hình ảnh, truyền thông đưa tin về việc Nguyễn Văn Trưởng kêu an từ năm 2014. Thứ ba, căn cứ vào các dấu vết để lại trên áo và thi thể của nạn nhân Nguyễn Văn Sinh. Không thể nói rằng nạn nhân chỉ bị tấn công, bị tác động tại hiện trường, mà có thể bị tấn công trước đó tại một địa điểm khác. Luật sư đặt nghi vấn rằng nơi thiếu tá sinh bị giết chết chưa hẳn đã là hiện trường chính của vụ án theo hồ sơ. Bản giám định pháp y của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an kết luận các vết hằn xây sát trên da vùng thắt lưng của nạn nhân là do một vật cứng có cạnh tiếp xúc dài hẹp gây ra. Ngoài ra còn có các tổn thương tụ máu ở vùng thắt lưng hai bên do vật tày gây nên. Nhưng căn cứ vào lời khai mâu thuẫn, Căn cứ vào hành vi hung khí và dấu vết trên cơ thể nạn nhân thì hoàn toàn không phù hợp và cũng không được thực nghiệm điều tra làm rõ. Vì các cơ quan tố tụng kết luận hung khí của nhóm trưởng là dao kiếm chứ hoàn toàn không có vật tày. Vậy biết đâu trước khi bị chém bằng dao kiếm, nạn nhân Nguyễn Văn Sinh có thể đã bị tấn công bằng vật tày ở địa điểm khác. Theo hồ sơ vụ án, sau khi bị chém, anh Sinh dùng súng bắn chỉ thiên 3 phát. Luật sư đặt vấn đề là tại sao anh sinh không bắn thẳng vào người hoặc vào chân để bắt sống những đối tượng tấn công mình vì lúc ấy anh đang thi hành nhiệm vụ luật hoàn toàn cho phép thêm nữa cơ quan điều tra không làm rõ dấu vân tay trên cò của khẩu súng của anh sinh có phải là dấu vân tay của thiếu tá nguyễn văn sinh hay không hay là của người khác một vấn đề nữa luật sư hòa cho biết ban đầu trưởng bị bắt giữ vì thiếu giấy tờ sau khi kiểm tra hành chính vào rạng sáng ngày 3 tháng 8 năm 2007, sau đó mới chuyển sang giam giữ vì nghi tham gia giết người. Ngày 4 tháng 8 năm 2007, em trai của Nguyễn Văn Trưởng là Nguyễn Trọng Đoàn xin được xác nhận của một số nhân chứng khẳng định là họ đã gặp Trưởng trong buổi tối ngày 14 tháng 7 năm 2007 tại quê ở Hải Dương, tức là Trưởng không có mặt ở hiện trường vụ án. Ngày 10 tháng 8 năm 2007, Đoàn cầm đơn khiếu nại của mẹ mình và các giấy tờ xác nhận của khoảng 7 nhân chứng đem nộp cho cơ quan cảnh sát điều tra công an Hải Phòng thì bị bắt khẩn cấp luôn về tội che giấu tội phạm. Luật sư cho rằng việc bắt khẩn cấp đoàn là nghiêm trọng vì nếu như vụ án của Nguyễn Văn Trưởng được lật lại thì cũng phải làm rõ việc cơ quan điều tra công an Hải Phòng bắt Nguyễn Trọng Đoàn, em ruột của Nguyễn Văn Trưởng là đúng hay sai. Nguyễn Trọng Đoàn cũng rất oan ức Tại phiên tòa phúc thẩm, các luật sư bào chữa cho trưởng đã đề nghị hội đồng xét xử cho mời các nhân chứng xác nhận ngoại phạm cho trưởng đến tòa để làm rõ, nhưng không được chấp nhận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo .d với bản tin Những bằng chứng oan sai trong vụ án Nguyễn Văn Trưởng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh Youtube và Facebook của Thời báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm d